Vâng thưa quý vị, đúng là trăm thứ xa hoa không bằng cửa nhà bền vững. Để sở hữu được một căn nhà đất Hà Nội quả thật là một điều không dễ dàng. Ngày hôm nay thì em Thiện tiếp tục đăng cho mọi người xem một căn nhà phố nằm tại khu vực ngã tư Sở, quận Thanh Xuân. Khoảng tài chính là trên dưới 5 tỷ. Mời quý anh chị em cô bác chúng ta cùng xem nhé. Đây là một căn nhà trong ngõ và là đất có sổ đỏ đàng hoàng. Sổ vuông vắn toàn bộ đất trên sổ, trên giấy chứng nhận là đất thổ cư. Thời hạn sử dụng là lâu dài. Ngõ trước nhà mình đây ạ. Em cũng xin được chia sẻ thêm rằng đây là một căn nhà đã qua sử dụng. Chủ nhà họ chuyển đi rồi nha các bác. Nhà đã ở rồi, không hoàn toàn mới nhưng mà chắc chắn kết cấu khung cột bê tông cốt thép rất là kiên cố ạ. Đất xây nhà này có diện tích là 43,9 m², sổ vuông vắn chiều ngang phía trước bằng phía sau. Sổ đẹp, cả thực tế và cả trên sổ thì đều vuông ạ. Nhà trên đất này thì gia chủ đã xây với tổng số tầng là 4 ạ. Tầng trên cùng là phòng thờ, khu giặt phơi và sân thượng có mái che. Các tầng 3 và 2 thì mỗi tầng 2 ngủ, có vệ sinh ở giữa. Tầng 1 này thì phòng bếp ở phía trong, phòng khách bố trí ở phía ngoài. Đây phòng bếp phía trong đây nha quý vị nhé. Một điểm hơn của căn nhà này đó là nó có thoáng sau nữa quý vị ạ. Nhà có khe thoáng sau. Tầng 1 này thì có mở cửa đi và có mở cửa sổ ra sau luôn. Ở các tầng trên thì có mở cửa sổ phòng ngủ. Phòng sau thì có thoáng, phòng trước thì có ban công. Tạo nên 4 phòng ngủ đẹp rồi. Giá nhà thì hiện tại chính chủ họ đang chào bán là hơn 5 tỷ. Nếu quý vị anh chị nào định chi ở khoảng tiền trên dưới 5 tỷ ở khu này thì xin mời anh chị cô chú mình đến xem, mình xem trực tiếp. Nếu ưng thì mình trả giá và em Thiện sẽ hỗ trợ. Không chỉ là hỗ trợ về thông tin mà về pháp lý, giá cả em đều có thể giúp được quý vị ạ. Đối với một số căn nhà mới thì nhiều khi chúng ta vẫn phải hoàn thiện thêm một số hạng mục theo ý. Tuy nhiên, với những căn nhà đã ở như thế này thì mình mua là có thể ở được ngay. Đơn giản thì người ta ở rồi, người ta ở được thì mình cũng có thể là ở luôn được. Về đồ đạc thiết bị liền tường là họ để lại như là điều hòa nóng lạnh. Tất cả chúng ta mua bán theo hiện trạng mình xem trên video này nhé. Em quay như thế nào thì khi mua bán bàn giao nhà sẽ đúng là như vậy ạ. Bất động sản này thì có vị trí nằm tại phố Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Từ nhà mà đến đầu cầu vượt ngã tư Sở có khoảng cách là 1,4 km ạ. Đến Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là 1,7 km đi theo đường Nguyễn Trãi. Còn đường chim bay thì chưa đến 1 cây ạ. Ở nhà này thì chúng ta sẽ gắn bó và hưởng thụ những tiện ích của quận Thanh Xuân. Trường, chợ, hạ tầng, cư dân đều rất phát triển rồi ạ. Đây cũng là một căn nhà có thông số diện tích rộng so với các căn đang bán cùng khoảng tiền và cùng khu vực này. Tất nhiên là đặc điểm mỗi nhà nó là khác nhau. Vị mình cần xem mua nhà nhanh có chuyên gia đồng hành. Xin vui lòng kết nối em Thiện. Số máy em là 0902661999 ạ. Em xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc vị thật nhiều may mắn. Kính mời quý vị quan tâm đến căn này sẽ tiếp tục xem tầng trên nhé.
Thank you.